Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn viên chức tỉnh vừa tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Tham dự hội thi có 40 công đoàn cơ sở với 120 thành viên. Theo thể lệ, mỗi đội sẽ phải chuẩn bị một bàn ăn trị giá không quá 600.000 đồng cho 6 người trong thời gian 70 phút. Sau khi nấu ăn và trình bày bàn tiệc, các đội sẽ có 3 phút để thuyết trình các món ăn đã chế biến. Với sự khéo léo, nhanh nhẹn trong thời gian ấn định, các đội đều hoàn thành chu đáo một bàn ăn theo đúng yêu cầu của ban tổ chức. Các món ăn đều rất đa dạng, hấp dẫn, đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và được trình bày vô cùng đẹp mắt. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao kiến thức về chất lượng bữa ăn trong gia đình và gìn giữ văn hóa ẩm thực của dân tộc, là dịp để cán bộ, đoàn viên công đoàn trong khối có cơ hội được giao lưu, học hỏi, thắt chặt hơn tình đoàn kết, tạo khí thế mới trong học tập công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh, giải nhì thuộc về công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh, công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn cơ sở Trường Đại học Hoa Lư. Ngoài ra còn trao 10 giải ba và 26 giải khuyến khích.